Truyện tranh Cậu bé rồng, tập 95, Lão thần tướng. Có tin mật báo, quân xâm lược sẽ tiến sang nước ta qua cửa ải Phục Linh. Chúng biết cửa ải Phục Linh không vững chắc nên đã chọn con đường này. Vậy phải có cách gì để yểm trợ cửa ải Phục Linh chứ? Ta sẽ cho đắp một pháp đài trên đỉnh núi Phục Linh, từ trên cao bắn xuống, ta sẽ yểm trợ cửa ải Phục Linh một cách hiệu quả. Ý kiến của tướng quân hay đấy. Tập trung nhân lực đắp pháo đài ngay đi. Nhanh tin lên anh em ơi. Tiến độ nhanh lắm, đáng khen. Tối rồi, nghỉ tay, mai làm tiếp. Công trình của mình sụp đổ hết rồi. Toàn là thợ xây rành nghề nên chỉ qua một đêm là công trình tiêu tan. Làm lại. Làm cho cẩn thận, kẻo nó lại sụp nữa đấy. Công trình lại sụp nữa. Làm lại, tối nay ta sẽ cắt lính gác để xem ai là kẻ phá hoại. Mở mắt to ra, cắm ngủ gật đấy. Sao túi thui thế này, không thấy gì cả. Lại sụp nữa. Các người canh gác kiểu gì vậy? Chắc là cả đám ngủ gật hết rồi phải không? Tụi em đâu có ngủ gật, nhưng không hiểu vì sao trời lại tối đen không thấy gì cả. Vậy là có chuyện lại rồi, ta báo cho tướng quân biết. Tôi nghĩ là mình bị yêu quái phá rồi. Có thể lắm, phải nhờ tới cậu rồng thôi. Để con ra đó xem sao. Có mùi yêu khí, đúng là yêu, có yêu quái. Trời tối như mực, chắc là chúng sắp tới. Ra. Ha, thì ra là chúng mày. Da. Vút, ói, ói. Chạy đi. Đúng là có bọn yêu quái phá hoại công trình, nhưng con đã đuổi chúng đi rồi. Cậu rồng đã đuổi yêu quái đi rồi, làm tiếp đi. Yêu quái lại phá sụp nữa rồi, cậu rồng đuổi chúng đi không hết. Bọn tiểu yêu này đông lắm, diệt không hết. Phải bắt tên chủ chốt thôi. Tướng quân cứ cho làm tiếp để chống phá đêm nay nữa. Ngày mai tướng quân dừng việc đắp pháo đài lại, chờ con. Tướng quân cho rải vôi xuống đất dùm con. Trời tối thui, chúng tới. Cho chúng mày phá thoải mái. Trời sáng lại rồi, chúng rút rồi. Ha ha, dấu chân dính vôi của chúng chạy về hướng này. Bay theo. Chúng kia rồi. Chúng chui vào cái hàng kia, chắc là sào huyệt của chúng. Biến. Vèo. Bẩm đại vương, bữa nay không có thằng nhóc rồng, tụi em phá được cái pháo đài ấy, nhưng tụi em sợ ngày mai sẽ có nó. Nếu ngày mai có nó thì chạy về gọi ta. Quỷ vương này có vẻ là một ông tướng chết thành quỷ, chính hắn là chủ mưu việc phá sụp pháo đài. Có đầu sĩ tại phòng để dân lễ vật. Để cảm tạ việc đại vương phá pháo đài của quân Nam, chúng tôi xin dân ngài chút lễ vật. Không cần đâu, khi còn sống ta là tướng của Bắc Quốc. Ta chết thành quỷ vương thì ta vẫn là tướng của Bắc Quốc. Ta sẽ yểm trợ cho quân ta, không cần phải cầu cạnh. Thì ra bọn này cấu kết với nhau, không cho quân ta làm pháo đài để quân phương Bắc dễ tiến tới. Bắt tên quỷ vương này là xong chuyện. Quân phá hoại, ta bắt ngươi đây. Sao nó biết chỗ ta ở vậy? Gia. Chắc. Binh. Vút. Cốp. Lấy bữa bối cho ta. Ngươi có biết bữa bối này gọi là gì không? Giao làm thịt heo chứ có gì ghê gớm đâu. Nói cho người biết, đây là đoạt tiên hồn kiếm. Tay nghe kêu ghê, có đoạt hồn tiên thật không vậy? Đám tiên trên trời là sắc tinh của bọn ta. Để chống lại chúng, ta đã luyện thanh kiếm này. Ta sẽ dùng thanh kiếm này để tiêu diệt đám tiên trên trời. Ta sẽ chiếm luôn thiên cung. Sao không lên chiếm thiên cung mà còn ở đây? Thanh kiếm chưa hoàn hảo,
Một thời gian nữa khi thanh kiếm hoàn hảo, ta sẽ chiếm thiên cung. Xạo. Chắc. Xem thần lực của thanh kiếm đây. Buông rũn tay chân, tối tăm mặt mày. Bịch. Lấy giấy lụa phép này trói nó lại. Tiêu diệt nó luôn cho rồi. Không, thằng nhóc này lợi hại lắm. Ta sẽ biến nó thành tay sai của ta. Có nó, việc chiếm thiên cung của ta sẽ dễ dàng hơn. Bữa bối của lão lợi hại thật. Không khéo thì lão sẽ chiếm được thiên cung đây. Ta mà chịu không nổi nó thì các tiên khác cũng khó mà chống đỡ. Hê, mới đánh trận đầu đã bị làm tù binh rồi à? Có chuẩn bị sẵn máu chó để phá sợi dây phép đây. Xuống. Đại vương ơi, thằng nhóc biến mất rồi. Cầu về trời báo ngay chuyện này. Thiên cung phải cho người xuống bắt lão quỷ vương trước khi thành kiếm đoạt tiên hồn của lão hoàn hảo. Thiên định bắt được lão thì mình khỏe. Tên quỷ vương hỗn láo đòi chiếm thiên cung, ra đây chịu tội. Rào. Đám thiên binh tiêu rồi, thanh kiếm ấy đáng sợ thật. Ô, thằng tiên xuống đông quá. Rào. Chạy hết, cả Tô Ngộ Không Na Tra cũng chạy luôn. Vậy là không còn ai để bắt lão. Chỉ còn cách là ăn trộm, mình sẽ đánh cắp thanh kiếm ấy. Không có thanh kiếm, quỷ vương chẳng có gì đáng sợ. Ý hay đó, mình đi đánh cắp thanh kiếm đi. Không thấy thanh kiếm ở đâu cả. Chắc là trong phòng của lão quỷ vương, vào đó. Kìa rồi, để tôi lấy. Lão ngủ say như chết. Rào. Ha ha, định ăn cắp hả? Ta đã nói rồi, đám tiên các người mà tới gần thanh kiếm là tiêu ngay. Tôi lấy được rồi. Chắc. Rút lui đi ông địa. Xuống. Rào. Tưởng ta không biết độn thổ hả? Nguy to, lão biết độn thổ. Chết người này. Ha, trong lòng đất thanh kiếm không phát huy được phép lực. Bắt lão. Dạ. Chắc. Lấy được thanh kiếm rồi. Trồi lên đi ông địa. Đừng có ham, lên mặt đất đi rồi sẽ biết. Lên. À. Lên khỏi lòng đất, thanh kiếm phát huy phép lực. Ơ, nó bay về chỗ của lão quỷ vương. Quá lợi hại, không thể đánh cắp nó. Cầu rồng ơi, tin mật báo cho biết quân xâm lược đã khởi binh. Không bao lâu nữa họ sẽ tới đây, mà pháo đài của mình làm chưa xong. Dễ ạc, cậu hồi biến thành một cái pháo đài đi. Pháo đài do phép thuật làm ra đâu có bền. Tạm thời để đối phó với quân giặc, chờ tìm cách bắt lão quỷ vương rồi xây. Ông địa nói có lý đấy, cậu làm đi. Biến. Có pháo đài rồi, khỏi mất công xây. Làm pháo đài bằng phép tiền hả? Trò trẻ con. Rào. Ơ, cái pháo đài đâu mất rồi? Không ổn rồi, cách duy nhất là phải bắt cho được lão quỷ vương. Đừng hòng bắt được ta, ta bắt ngươi về làm tay sai thì có. Ông chui xuống đất đi. Đánh mau, không cho lão sử dụng thanh kiếm. Bắt nó. Véo. Thoát nạn, suýt chút nữa là bị lão bắt rồi. Tức ghê, lão ấy dở ẹt mà mình phải chịu thua. Ủa, miếu thờ ai đây? Chào cậu rồng, cậu đi đâu đây? Chào ông, con đang đi ngoạn cảnh hà. Ông làm gì ở chốn hoang vu này vậy? Ta giữa cái miếu này, ngày ngày lo nhang đèn cho tướng quân. Tướng quân nào vậy à? Đây là miếu thờ ông cố của ta. Ông là một vị tướng đã hy sinh trong một trận đánh quân xâm lược. Vậy chắc là tướng quân linh thiêng lắm. Đúng vậy,
ai có điều gì cần giải quyết thì cầu xin tướng quân sẽ được ngay. Vậy để con xin tướng quân giúp cho một việc. Con xin tướng quân chỉ cho con cách trị đoạt thiên hồn kiếm. Cậu phải nói rõ sự việc cho tướng quân nghe, sau đó cậu xin một quả sâm để biết tướng quân giúp như thế nào. Sự việc là thế này, xin tướng quân giúp con. Xin cậu xin quả sâm đi, ta sẽ giải cho. Con xin được quả rồi đây ạ. Tướng quân bảo cậu cứ đến thách đấu với quỷ vương, tướng quân sẽ giúp. Có thật không ạ? Tướng quân giúp cách nào? Giúp cách nào thì lúc ấy cậu sẽ rõ, cậu hãy tin lời tôi. Con sẽ làm theo lời ông. Lão đã uống rượu, bắt lão ngay bây giờ, không để lão kịp lấy thanh kiếm. Dạ, chắc. Vút. Hừ. Đúng là không có thanh kiếm thì lão trở nên vô dụng. Chúng mày đâu, cứu ta. Tấn công nó. Lấy thanh kiếm cho ta. Bọn tiểu yêu xúm lại cản ta để lão sử dụng thanh kiếm. Dạ. Tránh ra. Rào. Có lão thần tướng đây, đừng lo. Rào. Cứ nấp sau lưng tôi. Sao lão thần tướng không bị thanh kiếm đoạt hồn? Khi tôi đoạt được thanh kiếm, cậu phải tấn công lão ngay. Ta không giao chiến với lão đâu. Rào. Dạ. Chắc. Hử. Ken. Ta đoạt được thanh kiếm rồi. Dạ. Chắc. Đại vương, bắt lấy. Vụt. Bắt lão già, lấy thanh kiếm lại cho ta. Hua. Cậu cứ lo bắt lão, ta sẽ lo đám tiểu yêu này. Khè. Phụt. Xèo. Âm. Rạc hứ. Chát. Trói lại. Còn bắt được quỷ vương rồi. Đại vương bị bắt rồi, chạy đi. Đoạt thiên hồn kiếm đây. Tôi nghĩ rằng cậu nên phá nó đi. Thứ vũ khí lợi hại này còn có thì thiên cung sẽ không yên. Và con sẽ phá nó. Rạc. Âm. Người có biết ta đã mất bao công sức, thời gian để luyện nó không mà người phá? Ta phá luôn phép của ông cho yên chuyện. Phá phép. Á. Con cảm ơn lão thần tướng đã giúp con. Không có lão thần tướng không biết sự việc sẽ ra sao. Ta có phải là lão thần tướng gì đâu. Hả? Là ông từ giữ miếu. Ta cũng là một vị tướng. Vì tuổi già và chán công danh nên ta lui về ở ẩn trong cổ miếu này. Vậy sao lão thần tướng đã bảo ta không phải là lão thần tướng mà? Dạ. Vậy sao ông không bị đoạt tiên hồn kiếm đoạt hồn? Tại cậu không chịu động não. Ngay cái tên đã cho ta thấy điểm yếu của nó mà cậu không nhận ra. Đoạt tiên hồn có nghĩa là chỉ đoạt hồn của tiên thôi, còn bất cứ ai khác thì nó không có tác dụng. Khi ta nghe cậu kể, trong lần đánh cắp thanh kiếm, ông địa cầm thanh kiếm thì không sao, nhưng khi cậu chạm vào thì nó phát nổ. Ta hiểu rằng ngay thanh kiếm ấy không làm hại người thường, do đó ta không sợ. Cậu và cả tên quỷ vương cứ nghĩ đến những người có phép thuật cao siêu mà quên đi điều nhỏ nhặt. Người thường có thể lấy thanh kiếm mà không bị sao cả. Người ta nói, lỗ lò rèn đắm thuyền là vậy, cứ tính chuyện lớn mà quên đi chuyện nhỏ. Ta có võ công nên ta nghĩ sẽ đoạt được thanh kiếm trên tay quỷ vương, nhưng không giao chiến với hắn vì sợ hắn dùng phép thuật, ta đánh không lại. Do đó ta bảo khi ta đoạt thanh kiếm xong thì cậu đánh hắn. Ta dự sức đánh đám tiểu yêu kia nên không lo. Vậy sao ông không nói từ đầu mà lại bảo con khấn vái xin xăm? Làm thế để tăng niềm tin của cậu. Cậu có tin một ông từ giữ miếu lại dám đi đoạt kiếm của quỷ vương không? Dạ, ông nói đúng. Thế mà khi vừa thấy ông xuất hiện, con tưởng là lão thần tướng hiện ra giúp con. Chắc.
chỉ là một lão tướng thôi chứ có phải thần thánh gì đâu, ha ha. Cậu quay về bảo tướng quân làm cho pháo đài cho nhanh đi. Gần tới cửa ải Phục Linh rồi, ngươi đi dò xét xem chúng có tăng cường thêm quân không. Bẩm, chúng không tăng cường thêm quân, nhưng có một cái pháo đài đã rất nhiều súng thần công trên đỉnh núi. Thế sao lão đạo sĩ tại phòng nói ông ta nhờ quý vương phá, không cho chúng đắp pháo đài? Chúng làm được rồi ạ, trông vững vàng lắm. Quân của ta đi vào hiểm núi ấy, chúng ở trên bắn súng thì hét chạy. Lôi quân, về hỏi tội lão đạo sĩ Tài Phong. Thưa lão tướng quân có ở nhà không ạ? À? Lão tướng quân biết thế nào mình cũng mang lễ vật đến tạ ơn, nên đã lánh mặt.